Bà Trong Chen xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm Chào. nay là gia đình tổ chức sinh nhật cho cháu Chen tròn 4 tuổi, nhưng mà hôm nay mưa quá cho nên là cũng tổ chức gói gọn trong gia đình thôi. Đây là gia đình của bà cháu Chen, các bác cháu và mẹ cháu. Hôm nay cháu tròn 4 tuổi thì các cô chú ông bà và các anh chị các bạn chung vui và mừng sinh nhật cho cháu Chen nhá. Mời mọi người cùng cắt bánh với lại gia đình bà cháu Chen nào. Không, Con chào khán giả nào. Con mời mọi người ông bà cô chú về dự sinh nhật với con đi. con mời con chú về dự sinh nhật cho quan. Trời ơi giỏi quá con ơi. Nào mẹ Yến đâu? Thắp. Hôm nay con sinh nhật 4 tuổi. Thế con tên là gì? Con tên là Viễn Đức Rồi, thế tên là nhà con gọi là gì? Anh. Con là Chiên. Thế năm nay con mấy tuổi? Con 4 tuổi. Thế con có mời ông bà cô chú về dự sinh nhật với con không? Thế con mời đi. Con mời ông bà cô chú về dự sinh nhật cho con. Úi trời ơi, giỏi quá con Con ơi, là nhìn máy quay ấy, nhìn nhà con ông ấy. ngoan quá. Giỏi lắm nha bà, chúc con sinh nhật 4 tuổi nè. Ngoan Ui, ngoãn con nè. này đi ở xa. Ngoan ngoãn nè, mạnh khỏe nè, học giỏi nhá. Cả nhà thương yêu con nhiều. Con ngoan nhá. Con vâng ạ Được đi. con nhé. Con vâng ạ. Con cảm ơn cả mọi người. Cả nhà dành tình thương cho con nhỉ. Trường Giờ lắm. con phải đến nha. À Rồi. thế nào. Ngồi yên đây đã. Để mẹ lấy nến thổi cho. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bạn ơi, Đức Anh thổi nến giỏi quá bạn ơi. Mừng ngày sinh nhật Đức Anh. Mừng ngày Đức Anh sinh ra đời. Hãy hát vang mừng sinh nhật. Hello. À bác 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 bật lửa nữa cho con để con thổi nến. Giỏi quá. Yêu con nhiều, con ngoan lắm. Nào, Một, 1 2 3. Chúc mừng mừng sinh sinh nhật nhật Đức Anh. Năm nay Đức Anh tròn 4 tuổi. Alo. Happy birthday nữa kìa, các bác hát cho con nào. Nào. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alo, giỏi quá thế. Thế chị nhím nào, chị nhím chúc mừng sinh nhật em nào. Ngủ đi này cho Chị bây nhím giờ ngủ ai lăn biết rồi mất đâu ai rồi. cũng ngủ. Nhà. Nào, Đức Anh cắt bánh nào. Mừng sinh nhật 4 tuổi Đức Anh. Đức Anh cắt bánh để chia sẻ vui niềm vui cùng với mọi người nào. Mời ông bà cô chú các anh chị các bạn khán giả cùng mừng sinh nhật cho Đức Anh nha. Cắt giỏi quá. Đi. Con cắt bánh, đúng rồi con đặt đấy, con cắt đi. Rồi, giỏi quá, con mời ông bài mời bánh, mời bà mời bánh nè. Mời bác Lan, bác Sơn mời bánh nè, bác Khoa mời bánh nè. Đâu Mời mẹ Yến mời bánh nè. lấy cái này Mời chị Nhím mời bánh nữa nè. Được cái tên này. rồi. Trời ơi, chị Nhím đâu? Chị Nhím dậy nào. Chị Nhím dậy để dự sinh nhật của em Chen nào. Để cho nó ngồi cho Chị Nhím ngồi dậy nha. nó dậy buồn ngủ quá rồi hồi chết rồi ngày à. hôm nay lắc lư nhiều quá không ngủ thoáng giờ ngủ hát vang xung quanh vỗ tay các kiểu vẫn cứ ngủ Vàng đấy. cầm Đây. Bà cầm cho con xuống hả? Con thích quá. Cái đấy là cái gì đấy con? Rồi, cái đấy là anh siêu nhân. nha Anh siêu nhân. Con cắt bánh này mẹ ơi
Đây. Mẹ ơi. Đây của Chen đây con. Con không á? Con phải ăn sinh nhật đồ của con chứ. Của Chen đây. Xìa của con đây con. Nhai. Chị nhím, chị nhím ngủ lăn ngủ lóc ra lay vãi không dậy. Mừng ngày sinh nhật Đức Anh, mừng ngày Đức Anh sinh ra đời, hãy hát vang mừng sinh nhật, mừng ngày sinh nhật của Chen, mừng ngày Đức Anh sinh ra đời, hãy hát vang mừng sinh nhật. Chị nhím chúc mừng sinh nhật em Chen, chúc em ngoan ngoãn học giỏi nha. Chị nhím này, cháu nhím mà đây là cháu nhím mà em chị của cháu Chen nhá. Con thích cái kem này. Con thích ăn cái kem này. Nhím bé đấy nhưng mà được làm chị đấy các ông bà cô chú ạ. À, bây giờ tất cả gia đình nhà mình mời ông bà cô chú ăn bánh sinh nhật để mừng sinh nhật cháu Chen 4 tuổi với lại gia đình mình nhá. Nào, tất cả các con nhà mình mời tất cả mọi người. Nào, Đức Anh nào, Đức Anh ăn đi con. Con có thích ăn cái nào? Con thích ăn cái gì? Đấy. Rồi. Ăn đây là bà lấy cho con. Đây. Con thích anh thích ăn cái chữ Đức Anh Chen cái gì? Thôi giỏi quá. Giờ con ăn luôn. Đấy, con ăn xong rồi bà lấy nước cho con. Hôm nay sinh nhật con có vui không? Con có vui không? Con có vui. Quá vui. Trời. Rồi. Nhớ ơi, nhìn này. Cho chị nhím ầm này. Ầm. 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 Này con xúc con ăn đi. Này con ngáo ngủ. Và bây giờ cháu Chen đã cắt bánh mời tất cả ông bà cô chú cùng dự sinh nhật với cháu Chen rồi. Thì bây giờ bà cháu Chen cũng xin tạm dừng video tại đây. Bà cháu Chen xin chúc tất cả mọi người một buổi tối an lành, hạnh phúc, ấm áp bên gia đình nhé. Bà cháu Chen xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và ủng hộ cho hai bà cháu. Bấm cho hai bà cháu xin một đăng ký kênh, một lượt thích và viết bình luận để cho bà cháu Chen học hỏi tất cả mọi người. Mình bà cháu Chen xin cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Tất cả gia đình nhà mình xin chào tất cả mọi người nhé. Tất cả nhà mình xin chào tất cả khán giả nha. Mời tất cả mọi người cùng dùng cơm gia đình hai bà cháu Chen nào. Hôm nay là sinh nhật cháu Chen. Trời cũng mưa quá cho nên là cũng không tổ chức cái gì cả. Gia đình nhà mình tổ chức nho nhỏ thôi để mừng sinh nhật cho cháu Chen năm nay tròn 4 tuổi. Thì mời tất cả mọi người cùng dùng cơm gia đình mình và chung vui mừng sinh nhật với cháu Chen nha. Nào các con ăn cơm đi nào. Nào nhím nào, nhím mừng sinh nhật này em Chen đi nào. Đây của con đây. Các con ăn cơm. Hả? Úi dồi ôi, nướng à. Nhím ăn đi. Giờ chấm phải rồi. Đồ chơi vứt đi rồi. Nhím ăn được cà rốt không? Con ăn thì ngon không con? Con ăn củ cà rốt không? Con ăn củ cà rốt không? Không. À con không ăn hả? Con Con không ăn. Đúng rồi. Con không ăn củ cà rốt. Mà mọi người ạ, cũng lâu lâu rồi cả gia đình nhà mình mới ngồi quây quần bên nhau. Các con nhà mình cũng hay đi làm về muộn. Đang định cái núm của em là chỗ nào mà làm cho em đi. Dạ. Hôm nay mẹ xào
Ngan để xào gói gia vị á. Gia vị. Ngon đúng rồi, để xào gói gia vị. Các bạn nấu ăn bây giờ cũng ngon nhất. Sang nhà xuống ra dọn ra. Đây bà gỡ cho con nhé. Bà xé con nhé. Quên không lấy cái kéo cắt cho cháu. Thích ăn hết. Ừ, con ăn hết đi. Ăn giỏi và yêu thương.